thì cái kỹ năng làm việc con người là một cái kỹ năng rất phức tạp của các nhà sản xuất. Và càng lên cao của cái hệ thống sản xuất thì kỹ năng về làm việc con người càng, các nhà sản xuất phải rất giỏi về quá trình xử lý rất nhiều các cái thông tin, bởi vì trong cái hoạt động sản xuất xử lý thông tin nhanh chóng và phức tạp. Cái thứ ba là các cái quyết định của các nhà quản trị sản xuất thì có hai loại quyết định lớn, đó là các quyết định có tính chiến lược tạo ra lợi thế và dài hạn, và các quyết định có tính tác nghiệp, tức là nó ngắn hạn, nó thực hiện việc sử dụng tốt các cái nguồn lực ngắn hạn và sử dụng tốt các cái nguồn lực. Và trong cái quyết định chiến lược, các bạn thấy rằng là nó, cái chiến lược của hệ thống sản xuất là một cái chiến lược rất quan trọng, và nó là một loại chiến lược bộ phận, nó phục vụ cho cái chiến lược chung của doanh nghiệp, và nó được cụ thể hóa thành các cái hoạt động hàng ngày trong các quyết định tác nghiệp. Và các quyết định tác nghiệp của chúng ta phải tạo ra cái khả năng thực hiện cái các đặc tính cạnh tranh mà các nhà quản trị cấp cao muốn thiết lập cho hệ thống. Các đặc tính đó là gì? Một là hiệu quả chi phí, hai là chất lượng. Hiệu quả chi phí tức là chúng ta phấn đấu một cách hiệu quả, hệ thống của chúng ta phấn đấu một cách hiệu quả để luôn luôn có chi phí thấp nhất. Hai là hệ thống của chúng ta có thể phấn đấu hiệu quả để luôn luôn có được cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo cho khách hàng. Ba là hệ thống tin cậy, nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể đáp ứng nhanh chóng và đúng thời hạn cho khách hàng. Thứ tư là hệ thống mềm dẻo, linh hoạt, nghĩa là chúng ta có thể đáp ứng được nhiều loại nhu cầu, nhiều cái sự thay đổi của nhu cầu khác nhau. Có bốn đặc tính như vậy. Và các cái nhà quản trị cấp cao họ sẽ xác định họ phát triển cái đặc tính nào trong hệ thống. Không phải là cùng một lúc các bạn phát triển được bốn đặc tính này đâu. Không có một cái doanh nghiệp nào mà cùng lúc phát triển được cả bốn đặc tính cạnh tranh. Không dễ đâu các bạn. Các bạn làm, các bạn tập trung vào hiệu quả thì coi chừng là chất lượng có vấn đề. Các bạn tập trung vào chất lượng thì chi phí có thể cao. Các bạn tập trung vào độ tin cậy thì chi phí rất lớn, rất lớn. Các bạn thấy tôi lấy ví dụ như một cái tuyến xe buýt như mấy có hai, có 15 cây số, duy trì một cái độ tin cậy như vậy cho người ta là 12 chiếc xe. Chạy cho mình đây, nó có chiếc chạy qua họ tưởng ít 12 chiếc mà. Không được, ông phải thông cảm cho thành phố có chút bèo tiền như mấy, năm nay đầu tư như thế rồi, nói là 5 tuyến thì thành ra là 60-70 cái xe rồi. Còn nếu mà 5 tuyến nữa là lại 60-70 cái xe nữa, lại vô số các cái bến nữa. Cho nên tin cậy. Các bạn nhấn mạnh vào tin cậy, coi chừng chất lượng. Nhấn mạnh vào tin cậy, coi chừng chi phí. Các bạn muốn tin cậy đến mức mà tôi mất điện, tôi gọi điện 15 phút các bạn chạy tới liền, thì dĩ nhiên phải có một số đang ngồi đánh vài tiếng lên và phải trả tiền. Nó chưa có ai gọi thì không lẽ nó làm gì, nó phải đánh bài chứ. Rèn một cái là nó vứt bài đấy, nó bỏ nó đi chứ. Cái mình bảo tay nào mà mày đánh bài mà anh nói mấy thằng nó sự cố đấy, mấy khách hàng sự cố thì tôi đi làm. Ông chưa có ai sự cố là tôi ngồi đánh bài. Và nói sao thế thì rút xuống cái ngày mai gọi phát 45 phút mới có. Cho nên tin cậy nó sẽ ảnh hưởng. Linh hoạt cũng tương tự như vậy thôi. Cho nên mỗi một các nhà quản trị cấp cao họ xác định chiến lược của họ là họ sẽ cạnh tranh cái yếu tố nào, chứ không phải tất cả các yếu tố. Họ tập trung vào cái gì để tạo ra khác biệt nhiều nhất. Cho nên á, chúng ta sẽ vô nghĩa khi chúng ta tập trung vào những cái đặc tính mà chúng ta không thể thắng nổi, đúng không, thắng nổi đối thủ. Các bạn thấy ví dụ như cái ông mấy ông điện thoại Việt Nam, ông định làm cái smartphone của Việt Nam, ông ra ông chết ngắc liền.
Vậy bây giờ ông định đánh thằng nào đây? Ông định vượt thằng nào đây? Vượt Samsung được không? Không. Thế vượt Apple được không? Không. Thế vượt HTC được không? Không. Thế vượt được thằng nào? Chả vượt thằng nào thì chết. Phải vượt được một cái thôi. Còn nếu mà đòi thắng hết không được, cùng một lúc mà thắng hết không được. Cho nên là cái chiến lược sản xuất chúng ta hình dung như vậy, bốn mấy cái vấn đề căn bản mà để chúng ta có thể vô được cái phần công việc chính của chúng ta là nắm cái tiến độ, làm cái tiến độ và phục vụ được cho cái trong cái kế hoạch có tính chiến lược. Xin nghỉ trí được chưa? Cho các bạn nghỉ trí. Yeah.